Xin chào bạn, tôi là Phạm Thành Viên, chuyên gia đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế với 12 năm kinh nghiệm. Ở trong video này thì tôi có chia sẻ cho bạn 8 cái nguyên tắc thành công trong giao dịch hay là trong trading cho những cái nhà đầu tư mới. Vâng, 8 nguyên tắc. Thì 8 nguyên tắc này tôi đã soạn sẵn đây rồi. Quý anh chị nhà đầu tư hãy click đăng ký ở đường link phía dưới thì tôi sẽ gửi cho anh chị qua email cái toàn bộ những cái thứ này tôi đã soạn sẵn đây rồi. Hãy đăng ký ở link phía dưới. Ok, chúng ta bước vào nguyên tắc đầu tiên. Đó là nhất quán, dùng một công thức nhất quán trong mọi quá trình đầu tư. Ở đây tôi muốn nói là gì? Ở trong cái khóa học sinh xong thì đã về của tôi ấy, thì tôi có dạy cho nhà đầu tư mới một nguyên tắc đó là rất là tuyệt vời, là phân tích kỹ thuật theo vùng hội tụ. Đó, dùng hội tụ kỹ thuật cho mọi tình huống, cho mọi cái giao dịch của chúng ta. Đó là nguyên tắc đầu tiên, nhất quán trong quá trình đầu tư là dùng một công thức thôi nhá. Sang cái nguyên tắc thứ hai là vì ở trong thị trường tài chính quốc tế thì cho chúng ta cái cơ hội kiếm tiền hàng ngày. Đấy, như vậy là có cơ hội để kiếm tiền hàng ngày thì chính vì thế chúng ta phải lên kế hoạch cho nó. Thế vậy là sẽ có những cái video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lập kế hoạch làm thế nào để lên kế hoạch kiếm tiền mỗi ngày. Ok chưa? Còn ở video này tôi tóm tắt 8 nguyên tắc thành công. Đó là cái nguyên tắc thứ hai là lập kế hoạch đầu tư mỗi ngày. Cho nên trước mỗi một ngày chúng ta là vào mã nào kiếm tiền ra làm sao thì chúng ta phải lên kế hoạch. Được chưa ạ? Sang cái nguyên tắc thứ ba. Ở trong nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc quản lý vốn thì các bạn hãy tìm ở dưới này. Có những cái video của tôi có chia sẻ về quản trị vốn hay là quản lý vốn hay quản trị rủi ro. Một cái video nó kéo dài khoảng 2-30 phút gì đó, kéo xuống phía dưới của kênh. Thì các bạn sẽ tìm thấy cái video là quản lý vốn của tôi đăng cách đây cũng khá lâu rồi, rất là nhiều người xem. Trong cái nguyên tắc quản lý vốn này, ở trong cái video đó thì tôi nói rất là kỹ. Nhưng ở trong nguyên tắc này tôi muốn nói một cái điều rất là đơn giản thôi. Đó là quản lý vốn cũng theo một nguyên tắc nhất quán. Nếu lỗ giả định là 1, lãi giả định là 2, thì trong suốt quá trình làm việc các bạn phải theo tỷ lệ 1-2 như vậy. Đặt cắt lỗ là 1, take profit là 2. Và đây là tỷ lệ 1-2 hoặc tỷ lệ 1-3 hoặc là bao nhiêu đó. Bạn sẽ đặt ra cho mình một cái ngưỡng và tuân thủ theo nó đi trong suốt quá trình làm việc. Đấy là nguyên tắc thứ ba. Sang nguyên tắc thứ tư là để có cái nhìn tổng quan chính xác, khách quan về thị trường thì chúng ta cần phải kết hợp giữa phân tích kỹ thuật cộng với phân tích hội tụ. Phân tích kỹ thuật cộng với lại phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật cộng phân tích cơ bản để đưa ra cái nhìn tổng quan về thị trường. Lúc đó chúng ta có cái nhìn khách quan. Được chưa ạ? Và sang cái nguyên tắc thứ năm là khi chúng ta đã đi qua từ 1, 2, 3, 4 nguyên tắc trên rồi, sang nguyên tắc thứ 5 thì chúng ta lại phải rà soát lại một lần nữa, cân nhắc lại một lần nữa trước khi chúng ta vào lệnh trực tiếp vào thị trường. Nếu có thể thì hãy sẽ hỏi thêm tư vấn của những người hiểu biết hơn mình. Nếu có thể thì hãy hỏi thêm tư vấn của từ chuyên gia. Còn nếu như bạn muốn join vào team của tôi, hãy tìm đường link ở phía dưới đăng ký vào, join vào team của chúng tôi. Thì chúng tôi có những cái đội support hỗ trợ của bạn làm việc hàng ngày online trên Skype hoặc là trên group Facebook. Sang cái nguyên tắc thứ 5, nguyên tắc thứ 6. Khi thị trường đi ngang thì nên đứng ngoài. Thế vậy làm thế nào để biết thị trường đi ngang? Thì ở trong khóa học chưa xong tiền đã về của tôi thì tôi có chia sẻ cho các nhà đầu tư mới những cái dấu hiệu nhận biết, các cái công cụ, các cái phương pháp để nhìn ra là một khi thị trường đi ngang. Thị trường đi ngang là thị trường vô hướng, cho nên là chúng ta nên đứng ngoài thị trường. Sang nguyên tắc thứ 7 là ở đây là chúng ta đầu tư theo xu hướng, cho nên là đừng chống lại cái xu hướng của thị trường. Đó là nguyên tắc rất là tuyệt vời. Còn là nếu thị trường đang đi lên thì chúng ta sẽ tính toán các cái điểm vào lệnh là mua lên, được chưa? Hoặc khi thị trường đi xuống là tính toán các điểm để bán đi xuống. Tránh trường hợp tôi hay ví dụ cho học viên của tôi là đừng lấy sức mình mà chống lại đoàn tàu, như thế rất là nguy hiểm. Đây là thị trường giao dịch theo xu hướng, chúng ta hãy tìm xu hướng của thị trường và đi theo nó. Và đến sang nguyên tắc thứ 8, đó là không vào thêm lệnh khi mà trạng thái đang bị lỗ. Tôi giả sử như là mã Facebook chúng ta mua ở giá là 100 đô một cổ phiếu. Khi nó tụt xuống là 98 đô một cổ phiếu thì đến 98 đô một cổ phiếu thì chúng ta hạn chế không nên vào thêm trạng thái. Mà khi nào cái lệnh mua đầu tiên 100 đô giá tăng trưởng lên rồi, lãi rồi thì chúng ta mới tính toán tiếp theo để vào lệnh tiếp theo để cho nó lên tiếp tục cái xuống được tiếp diễn. Ở trong trường hợp này là không vào thêm trạng thái khi lệnh trạng thái đầu đang bị lỗ. Vâng, đây là 8 cái nguyên tắc mà tôi mong muốn quý anh chị nhà đầu tư muốn trở thành một trader thành công thì hãy bám sát với nó, ghi nó ra. Khi chúng ta nghe video này để hiệu quả nhất thì hãy lấy giấy bút ghi nó lại, được chưa? Ghi nó lại và tuân thủ nó hàng ngày. Còn lại ở các cái video tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị chi tiết từng bước một để làm thế nào để thực hiện thành công 8 nguyên tắc này, được chưa? Hãy đăng ký kênh của tôi hoặc là đăng ký vào cái đường link phía dưới để join vào cùng đội nhóm của tôi. Chúc quý anh chị sớm trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại.